con lươn, lươn bà con lươn nó rất tốt cho sức khỏe khi ăn thịt lươn. Ăn thịt con lươn là nó rất tốt, nhưng mà bù lại có một số người và một số bệnh thế này, vui lòng đừng ăn lươn. Ăn vào thì chúng bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Bà con ơi, vui lòng đừng ăn là người có bệnh gút, mỡ máu, trẻ em dưới 2 tuổi, người đang phẫu thuật và người có vết thương hở, là vui lòng đừng ăn lươn, đừng ăn thịt con lươn nha bà con. Ăn không tốt gì cả. Đó là những người có bệnh gút, những người có bệnh mỡ máu, trẻ em dưới 2 tuổi, người đang phẫu thuật vết thương hở, là vui lòng đừng ăn lươn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Còn ngoài ra là nó tốt vô cùng bà con à. Chứ nếu mà những người đó ăn vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và sức khỏe càng ngày càng xấu đi nha bà con. Còn ăn lươn nó có lợi cho sức khỏe. Ăn lươn nó có lợi cho sức khỏe vì nó có, vì nó có vitamin A, D, B12. Wow, tốt quá, tốt cho mắt. Miễn dịch hệ thống xương, thông kinh mạch, làm mạnh gân, cốt, ổn dương, tích tỳ, bổ thận, giảm phong thấp, các chứng lao lực, tốt, tốt cho cơ thể suy nhược, trừ phong độc các loại. Trẻ em thì không ăn, nữ thì ăn 24g, nam thì ăn 30g, ăn 5 ngày phải nghỉ 2 ngày. Đó nha bà con, bà con ta ăn cho vui vẻ mạnh khỏe. Chúc bà con ta vui vẻ mạnh khỏe. Nào nào, xin chào.